Trong sáng nay, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ đã tiến hành kiểm tra đột xuất công tác phòng chống dịch và đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn quận Ô Môn. Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận cùng lãnh đạo quận Ô Môn đã đến kiểm tra công tác phòng chống dịch tại các chốt kiểm soát cửa ngõ ra vào các phường, kiểm tra tinh thần, thái độ tác phong của cán bộ chiến sĩ công an làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát đối với nhân dân. Qua đó thăm hỏi động viên từng đồng chí tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, thể hiện rõ vai trò xung kích của lực lượng công an thành phố và luôn vững vàng trên tuyến đầu chống dịch. Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận cũng lưu ý lãnh đạo các đơn vị phải luôn nêu cao tinh thần cảnh giác vì đây là thời điểm then chốt quyết định hiệu quả công tác phòng chống dịch. Chỉ một hành động chủ quan lơ là sẽ ảnh hưởng đến thành quả phòng chống dịch.